Dạ chào anh Thanh Huyền Nguyễn nha, và nhân chào Đại Lượng, chào Võ Xuân Tài, chào tất cả các anh chị em, chào Chinh Lê, chào Thắng Đậu. Đúng là cái phone này không biết có gì rồi. Ồ, bây giờ mới hiện lên đây. Ôi trời ơi. Ơn trời, ơn trời comment đã hiện lên đây rồi. Hôm nay có chuyện gì hả? Hôm nay thì Nhiên chia sẻ cũng như Nhiên gửi ở trên tường của Nhiên rồi đó, chia sẻ về an sinh của Mỹ. Thì có rất là nhiều bạn ở bên ngoài đấu trường, các em ở độ tuổi thanh thiếu niên, họ có những cái suy nghĩ rất là bị khập khiễng về an sinh xã hội ở bên Mỹ. Chính vì vậy thì Nhiên cố gắng có những bài viết để mà cho các em hiểu được là những gì mà các em nghe của từ cái phía bên kia đưa đến cho các em những cái tin tức đó có đúng hay không. Thì có khi Nhiên tham khảo thì đa phần là 60-70% là các em đã bị dẫn dắt sai sai cái suy nghĩ lệch lạc về an sinh xã hội của ở bên Mỹ. Thì em chào anh Bằng Nguyễn nha, chào tất cả các anh chị em. Cái vấn đề là các bạn, các anh chị ở bên phe chống cộng cực đoan, họ luôn khoe khoang là ở bên Mỹ lo an sinh xã hội cho người dân rất là đầy đủ và cuộc sống ấm no, không có giống như ở Việt Nam mình. Rồi họ hay nói dối là ở Việt Nam mình không được chính sách gì của chính phủ, ở Việt Nam mình về tệ nạn xã hội còn quá là nhiều, rồi ở Việt Nam mình tội những người lười lao động cũng nhiều rồi, homeless này nọ khác kia, thì họ họ mị dân mà, cho nên là họ có những cái tố cáo và rất là sai sự thật. Và ở Việt Nam mình nói chung là những điểm tiêu cực thì đất nước nào cũng sẽ có, nhưng mà nhiều hay ít và chúng ta có khắc phục hay không và đã và đang khắc phục như thế nào thôi. Còn ở nước Mỹ thì tại sao sao mà nước Mỹ không có được, đúng không các anh chị? Ở đất nước càng rộng thì điểm tiêu cực tích cực sẽ càng hiện lên rất là nhiều. Thì Nhiên cũng đã tham khảo và Nhiên đưa ra ở trên tường của Nhiên những hình ảnh về cảnh người Mỹ ngồi bán báo ở mọi góc đường, trong thời tiết lạnh cũng có và nóng cũng có. Mà khi Nhiên đưa ra thì họ nói là Nhiên chỉ thấy được một góc cạnh nào đó Nhiên nói xấu nước Mỹ. Thật ra Nhiên không nói xấu nước Mỹ, mà là Nhiên muốn bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của những kẻ chống cộng cực đoan và những kẻ nói dối, nói sai về đất nước, và những kẻ bỏ đích ngoại bang rồi chà đạp quê hương đất nước mình thôi. Chứ thực ra đất nước nào, khi mình sống ở bất kỳ đất nước nào, mình cũng cần phải đi làm, lao động thì mới có được tất cả. Chị Nhiên chào em Minh Minh và Giang Giang ha. Chào chị Thu Nguyễn luôn nha. Thì ở đất nước nào chúng ta cũng cần phải đi làm và lao động. Thì giống như bác đã nói là lao động là vinh quang. Thì chúng ta lao động thì chúng ta mới có được tất cả trong tương lai của mình. Còn không lao động mà ngồi một chỗ thụ động để chờ những cái sự ban bố, thì cái điều đó nó sẽ không bao giờ có, ước mơ của bạn sẽ không bao giờ thực hiện được. Thì khi mà Nhiên thời gian này thì Nhiên lo ổn định kinh tế cho nên Nhiên ít like, thì Nhiên cũng có những cái bài viết thôi. Nói chung là Nhiên chú ý về bên đấu trường, những cái đấu trường nhiều hơn, thì Nhiên mới phát hiện ra tầng lớp trẻ của chúng ta có những suy nghĩ rất là lệch lạc và mình cảm thấy rất là buồn. Thật ra khi tham gia mạng xã hội này, An Nhiên cũng vì giới trẻ của thế hệ Việt Nam mình, cho nên là An Nhiên mới tham gia vô mạng xã hội. Nhiên thấy các em suy nghĩ rất là sai và có chiều hướng bất mãn nhiều hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của các em rất là nhiều.
Và các em không hiểu gì về nước Mỹ, cho nên là các em có những cái tư tưởng muốn được khám phá nơi đất nước xa xôi, một đất nước rộng nhất thế giới, một đại cường quốc thế giới. Và các em chỉ nghe những kẻ ngụy dân vẽ cho các em một thiên đường thật là đẹp, thiên đường không cần phải lao động cũng có tất cả trong tay. Đó là cái sự sai lầm, và họ đang dẫn em đi vào những cái con đường lạc lối. Chính vì vậy mà An Nhiên bỏ hết tất cả mọi cái sự thị phi ở trên mạng xã hội, và mình bỏ ngoài tai hết những kẻ mà đã xuyên tạc mình, những kẻ mà vu bám mình để mà làm những cái việc không đâu vào đâu. Đôi khi làm cho mình cũng cảm thấy rất là buồn và mệt mỏi, rồi mình cũng có đôi khi thì các anh chị cũng biết là một con người thì không phải thần thánh, thì đôi khi có những cái cảm xúc, có những cái cảm xúc làm cho mình cũng bị xuống tinh thần chứ. Nhưng mà khi mà mình lang thang trong những cái trang web đấu trường á, mình thấy các em bị như vậy thì mình lại, cái lòng nhiệt huyết của mình nó lại dâng cao hơn, và mình nghĩ là mình làm được những gì thì mình sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình, và có thể ngoài hơn khả năng cả. Những gì mà người ta xuyên tạc mình, người ta chửi mình những câu thậm tệ, mình đều nghe qua cả. Và kể cả những kẻ mà chống cộng, gọi là phản động, không có văn hóa, nó cũng đã dùng rất là nhiều từ đó với mình rồi, thì mình còn có thể chịu đựng được. Thì những cái từ ngữ mà người ta dành cho mình thì họ chỉ có làm cho bẩn đi cái tư cách của họ thôi. Cho nên Nhiên bỏ ngoài tai tất cả, và Nhiên chỉ tập trung vào những cái điều chính, đó là dẫn dắt các em trở lại với lại cái ngôi nhà thân yêu của mình, và cái con đường tương lai rộng mở của các em cho nó được tươi sáng, sáng lạng hơn. Cho dù là bất kỳ cái điều gì khó khăn hay là cái gì cả, và những cái tầng lớp của chúng ta thì các anh chị em của chúng ta đều mong muốn các em nhỏ có được một tương lai sáng lạng hơn chúng ta, cái thời kỳ của chúng ta nhiều hơn. Tại vì thời kỳ của An Nhiên cũng như các anh chị ở trên diễn đàn này, thì chúng ta đã chứng kiến cảnh Việt Nam mình sau chiến tranh nghèo khổ như thế nào rồi. Thì những cái thăng trầm, hỉ ngộ, ái ố, nghèo khổ vươn lên hay là như thế nào đó thì mình cũng đã trải qua. Và cho nên là cho đến thời điểm ngay bây giờ thì cái tinh thần mà hướng về cái tâm của mình, hướng về tổ quốc quê hương mình, nó càng cao hơn cái tôi của chính bản thân mình. Thì ngày hôm nay Nhiên cũng đã đi thì chiếu được một cái clip về cái người homeless đó. Cái điều đặc biệt vì sao mà Nhiên quay cái cảnh người đàn ông này, tại vì những người homeless khác, các anh chị nói là các anh chị phản biện, ô những kẻ homeless ở bên Mỹ là những kẻ hút chích, cho nên là mới xảy ra vấn đề là họ thiếu thốn trong cuộc sống của họ, rồi họ mới ra đường, họ ăn xin này nọ khác kia ABC. Nhưng mà Nhiên nói đó chỉ là một cái sự ngụy biện, một cái lý do. Cái điều mà chúng ta tham gia mạng xã hội là chúng ta không cần biết lý do, chúng ta chỉ muốn đưa ra ngoài ánh sáng, ngoài sự thật những cái mà tệ nạn xã hội ở Mỹ cũng có và ở Việt Nam cũng có hay không thôi. Còn chúng tôi không cần biết lý do. Nếu như các bạn nói là ở bên Mỹ lý do là những người đó hút chích, rồi những người đó lười biếng lao động cho nên họ nghèo rồi họ ra ăn xin, vậy thì các bạn phỉ báng ở Việt Nam thì chúng tôi vẫn có thể đưa ra cái lý do tương tự. Đó là những thành phần bất mãn xã hội, những thành phần hút chích, không có sự dạy dỗ, không có, nó sống trong gia đình không có đầy đủ tình thương cho nên nó xảy ra những tình trạng như vậy. Thì khi chúng tôi đưa lý do đó thì các bạn lại bảo là do chính quyền không có giúp đỡ những người như vậy cho nên là họ trở thành những người xấu trong xã hội. Vậy thì chúng ta lên mạng xã hội này, chúng ta chỉ cần biết là ở đất nước bạn có hay không thôi. Tôi không cần biết lý do ABC, lý do là hút chích hay là lý do người đó không chịu lao động này nọ mới nghèo. Tôi không cần biết lý do đó, đúng không các anh chị?
Chúng tôi không cần biết lý do, bất kỳ một lý do ABC nào cả. Chúng tôi chỉ muốn đưa cho các em biết được là ok, các em thấy một khía cạnh ở Việt Nam có homeless, có người ăn xin, là các em nói Việt Nam mình nghèo, không biết lo cho người này người kia, các em chỉ thấy vậy. Và các em nghe nói ở bên Mỹ không có những trường hợp đó. Thì ở đây các anh chị cô chú muốn chứng minh cho các em thấy ở bên Mỹ cũng có những cái điều đó, cũng có những cái điểm tiêu cực, tích cực của xã hội, và những điểm xấu của xã hội vẫn có đầy dẫy, chứ không phải không có. Còn kêu là lý do ABC không cần, chỉ biết có hay không, đúng hay sai thôi, chứ không cần nhân nhị, nếu thì bị lạ, không cần, đúng không các anh chị? Còn khi mà mình đưa ra cái phản biện như vậy, mình đưa ra những cái bằng chứng như vậy, thì có những người họ giống như là họ cố tình muốn chụp mũ mình, cho nên họ phản biện như vậy thôi. Họ đưa ra những câu phản biện lý do như vậy, giống như Nhiên nghe, Nhiên nghe có một em đưa vô cho Nhiên nói là có cái cô đó, cổ nói là cô An Nhiên nói ở Mỹ có homeless, nhưng mà để cô đó nói cho nghe là cô ta cũng ở Mỹ đó, nhưng mà homeless ở Mỹ là lý do là tại vì những người đó hút chích lười biếng lao động. Vậy thì phản biện làm cái gì khi mà cái cô đó tham gia mạng xã hội chủ yếu để đem đến cho người dân cái điều gì? Đem đến cho người dân là sự thật tiêu cực, tích cực ở Mỹ có hay không thôi, đúng không các anh chị? Đó, cho nên là đừng có mà nghe lý do của những kẻ mà dối trá. Những kẻ dối trá nó luôn dùng những cái lý do ABC để biện hộ những cái điều sai trái của nó và lấp liếm những cái sự thật. Các anh chị bên chống cộng cực đoan bảo là ở bên Mỹ an sinh xã hội lo cho những người mà không có khả năng lao động, đầy đủ mọi thứ, không cần phải lao động cũng sống, có nhà, có cửa, có tiền, có thức ăn, có đầy đủ. Vậy thì cái clip này Nhiên chia sẻ nó chứng minh điều gì? Để Nhiên đưa cho các anh chị xem cái clip Nhiên chia sẻ nó chứng minh điều gì. Chứng minh cái sự dối trá của các anh chị, đúng không? Các anh chị chống cộng cực đoan. Đây, cái clip này là Nhiên, chính Nhiên quay ha. Mình chỉ là lụm lặt ở trên mạng, cho nên là mình muốn quay trực tiếp luôn. Đây là hình ảnh một người Mỹ, anh ta không có việc làm và anh ta cần sự giúp đỡ. Tình trạng Covid hiện nay thì xảy ra khiến cho rất là nhiều người không có việc làm, mà họ dẫn đến cái tình trạng băng rất nhiều, có nghĩa là phá sản và họ phải đứng ở ngoài đường để xin từng món ăn. Cái này là Nhiên quay, Nhiên đi ngang qua, Nhiên thấy, và Nhiên thấy người này hai lần, cho nên Nhiên cảm thấy là Nhiên cần phải quay cho mọi người coi. Không phải là chỉ có ở Nam Việt Nam mình mới có những cái. Cái đặc biệt ở đây á, là các anh chị có biết là cái người homeless này là người như thế nào không? Anh ta đi cái chân rất là khập khiễng, có nghĩa là anh ta không có khả năng lao động ha. Nhưng may đó cũng chưa có người nào dừng lại để mà giúp đỡ cái người này cả. Ồ, may quá, cũng có một người giúp đỡ ông ta rồi. Có lẽ cũng cho ông ta được một cái. Các anh chị có thấy không? Đó, đi rất là khập khiễng, cầm cái cây trống đi. Hôm qua thì cho ông ta cái bánh. Thì hôm nay mình cũng muốn theo dõi và thử là có bao nhiêu người giúp đỡ ông ta trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Thì nãy giờ thì chị mới thấy có một người thôi. Có lẽ ông ta đã đủ để mà đi mua đồ ăn, và ông ta đi cái chuyến đi rất là khập khiễng, là một người tàn tật đó các anh chị. Có người thứ hai cho rồi, thì ok, người tàn tật đó các anh chị. Thì nếu như là tàn tật thì phải được cái chính sách của chính phủ, đúng không? Nhưng mà chính sách của chính phủ cho thì có đủ để trang trải cuộc sống hay không thì hãy nhìn vào. Thì các anh chị cũng thấy người đàn ông đó, Nhiên chia sẻ ở trên tường và các đấu trường, người đàn ông đó có dáng đi rất là khập khiễng, tay thì cầm một cái cây gậy trống và chân thì bó lại thanh sắt.
Có nghĩa là người đàn ông này không có khả năng lao động. Không có khả năng lao động. Nếu như theo lời của các anh chị bên này nói là những người không có khả năng lao động sẽ được chính phủ lo từ A tới Z, được cấp nhà, được tiền, được sống cuộc sống thoải mái. Nếu như thoải mái thì làm sao có tình trạng này? Các anh chị nghĩ xem, chính bản thân người Mỹ của họ còn xảy ra những tình trạng ăn xin, đứng là đường ăn xin khi không có job được làm. Họ phải đứng đó, họ xin từng miếng ăn, từng thức ăn và từng đồng tiền để họ uống, họ trang trải trong cuộc sống của họ. Chính bản thân của người Mỹ mà còn bị xảy ra như vậy thì người da vàng của chúng ta, người da màu làm sao được ưu đãi được? Nếu họ có ưu đãi thì họ ưu đãi cho người bản xứ của họ chứ, tại sao họ phải ưu đãi cho người ngoài rồi họ bỏ lại những đứa con ruột của họ sống chơ vơ ở ngoài đời như vậy được, đúng không các anh chị? Đúng không các anh chị? Cho nên á, các anh chị đừng có ngụy biện. Đừng ngụy biện những cái điều đó. Tại vì những cái lý do của anh chị đều là ngụy biện và xảo trá. Tôi cho đó là cái sự xảo trá. Những cái sự thật mà tôi quay, tôi và anh Lợi Minh cũng đã từng chứng minh cho các anh chị thấy. Anh Lợi Minh thì cũng có tâm hơn, có nghĩa là ảnh nhạc ảnh chịu đi ra ngoài đường, còn Nhiên thì đang lo kinh tế, cho nên là Nhiên không có lấy xe đi dọc đường giống như anh Lợi Minh. Nhiên cũng là một người phụ nữ rồi, vấn đề là mình cũng cần phải lo cho cái cuộc sống của mình, kinh tế của mình, bao nhiêu người đang cần mình, những người thợ đang cần mình chớp làm, cho nên là mình không có thời gian như anh Lợi Minh. Anh Lợi Minh, hành động của anh Lợi Minh thì rất là đáng khen, nhưng mà Nhiên thì nếu như Nhiên thấy được một hai trường hợp thì Nhiên sẽ cố gắng ghi lại ngay để chi, để chứng minh cho các em thấy những điều mà các em nghe về những người mà chống cộng cực đoan đem đến cho các em, nói là an sinh xã hội Mỹ lo cho những người không có khả năng lao động rất là chu toàn. Nếu chu toàn thì không bao giờ có cái cảnh mà đứng ngay ở ngoài nhiệt độ 100 độ C, các anh chị biết không? Hồi lúc chưa ở Texas lên tới 100 độ C và cao nhất sẽ là 106 độ C. Rất là nắng, chúng ta thảy một cái chảo ra ngoài và đập một cái trứng gà thảy vô, 5 phút sau sẽ có hộp gà ốp la ăn ngay lập tức luôn. Là nó nóng nắng, thời tiết khắc nghiệt đến mức độ đó. Các anh chị thử đứng ngoài đường khoảng 15-20 phút, bảo đảm sẽ bị ngộp thở mà chết ngay. Cho nên đó là các anh chị đừng có mà dối trá như vậy. Bao nhiêu người homeless đầy, không có công ăn việc làm và họ không lo nổi bill bộng trong nhà, họ đành phải đi ra ngoài, họ đứng, họ xin ăn. Tôi đồng ý cái lý do của các anh chị nói là cũng có những người vượt biên qua rồi đứng xin ăn ha. Tôi đồng ý luôn. Thì tôi cũng có thể có những cái lý do ở Việt Nam, những người sát biên giới ở Việt Nam, những nước sát biên giới như Việt Nam, như Lào, Campuchia, và họ cũng đã vượt biên qua bên Việt Nam. Và gần đây chúng ta cũng thấy là có, đúng là độ ép đó em, có những người ở bên Trung Quốc họ cũng vượt biên qua bên Việt Nam để mà họ trốn dịch. Thì chúng ta biết được là khi các anh chị giải thích homeless ở bên Mỹ là những người vượt biên qua, thì tôi vẫn có thể giải thích là homeless ở Việt Nam cũng là những nước nghèo lân cận và họ vượt biên qua tới Việt Nam, họ xin ăn giống như cái trường hợp tương tự giống như vậy. Vậy thì hà cớ gì các anh chị lại đi chà đạp đất nước Việt Nam trong khi các anh chị là người mang dòng máu Việt? Các anh chị không có đem đến cái niềm tự hào cho cái màu da của mình ở nơi xứ người, mà các anh chị còn dẫn dắt cái sự sai trái của mình cho những đứa trẻ, những em trẻ tầng lớp, thế hệ trẻ tương lai, làm hỏng đi cả một tương lai của một đứa trẻ như vậy. Các anh chị có cảm thấy là mình quá ư là sai hay không? Trong khi các em, các cháu đó bằng tuổi con cháu của mình phải thương yêu nhiều hơn và mình cũng mong muốn nó có một tương lai đẹp đẽ. Cái điều nếu như các anh chị cho nó biết được, ở Mỹ cũng có những điểm tiêu cực tích cực giống như vậy ở Việt Nam, con qua bên này, nếu như con có điều kiện con đi qua thì con học hỏi những cái hay để mà con lo cho cái cuộc sống của con, thì đó mới là những con người có tâm.
chứ không phải là đem đến những cái điều dối trá xảo trá đó, ngụy biện mị dân rồi nói dối, rồi đưa ra một cái thiên đường ảo, vẽ một cái bánh vẽ giả tạo để mà xóa đi một cái tương lai trẻ như vậy. An sinh xã hội của Mỹ có giống như lời của những kẻ chống cộng cực đoan đem đến cho các em nghe hay không? Thì các em hãy kiểm chứng lại, phải kiểm chứng lại những gì mà bây giờ mạng xã hội thời đại 4.0 rất là dễ kiếm. Mình có thể Google, mình có thể vô YouTube và mình coi thử là những người mà không có khả năng lao động ở bên Mỹ, cuộc sống của họ như thế nào. Có rất là nhiều. Giờ bây giờ các anh chị giải thích là những người vượt biên không? Tại sao nói là nước Mỹ nhân quyền? Nếu nhân quyền thì phải bao dung tất cả và phải nuôi tất cả mọi thứ chứ. Tại sao lại có cái sự kỵ thị chủng tộc như vậy, kỵ thị như vậy, đúng không? Nhân quyền, nước Mỹ đã từng xâm nhập vào nhân quyền của Việt Nam, nói là chính quyền Việt Nam làm sai với lại những kẻ mà đã chống đối đất nước Việt Nam mình. Nước Mỹ đã xâm phạm quyền nhân quyền của Việt Nam rất là nhiều và đưa những cái rác rưởi đó đi qua tới Mỹ. Vậy thì phải bảo bọc họ cho đến nơi đến chốn chứ, đúng không các anh chị? Đã đưa họ qua tới thiên đường rồi thì phải cho họ sống cuộc sống thiên đường giống như trong mơ chứ. Tại sao thảy họ qua tới đây rồi bắt họ tự bơi, tự lao động? Vậy thì thiên đường ở đâu, nhân quyền ở đâu? So sánh đi, giải thích cho tôi nghe có thử. Hả? Kêu là nước Việt Nam không có nhân quyền, họ muốn nhận những người đó với cái diện là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, rồi qua tới bên này có chu cấp tiền bạc giống như cái mơ ước của những kẻ đó không? Tại vì những kẻ đó đòi nhân quyền, đòi tự do ngôn luận cho nhân dân Việt Nam hay là cho chính bản thân nó đó, thì nó chỉ ngụy biện thôi. Nhưng mà bạn cho chính cá nhân của nó muốn cá nhân của nó được sống tốt hơn, thì nó mới làm những việc sai trái với đất nước Việt Nam. Và khi nó qua được tới bên này rồi, nó phải tự bơi. Giống như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó phải tự bơi thì giấc mộng thiên đường Mỹ của nó tan nát. Cho đến hiện tại bây giờ thì họ vẫn xâm phạm vào nhân quyền của Việt Nam mình. Đúng, em Chesmail nói rất là đúng. Và mục đích của họ chỉ là để chỉ trích nước Việt Nam mình thôi. Nhưng mà cho đến khi mà họ lãnh những kẻ đó qua bên này thì họ lại không làm được giống như cái điều mà họ nói. Tại vì giấc mơ của những kẻ đó là qua bên một cái xứ tư bản, một cái đất nước thiên đường như ở Mỹ, để mà ngồi không cũng được chính phủ Mỹ cho tiền. Thì chính phủ Mỹ có nuôi họ cả cuộc đời được giống như giấc mơ của họ nghĩ không? Họ sống ở Việt Nam, họ không được chính phủ Việt Nam nuôi họ cả đời, cho nên họ ước mơ được qua bên Mỹ để được nuôi họ cả đời, nuôi con họ ăn học thành tài, và nuôi họ, họ không cần phải cày bừa cuốc bẩm cực khổ, nhưng mà họ vẫn sống sung sướng, vẫn có nhà cao cửa đẹp, nhà lầu xe hơi. Nước Mỹ có làm được tất cả mọi thứ đó cho họ hay không? Hay là khi họ qua bên này, họ lại trở thành một tầng lớp lao động dạng thấp nhất trong xã hội, trong khi bản thân của họ sống tại nước Việt Nam, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, và họ học hết ít nhất là 12 năm tại mái trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Họ vẫn là những người thuộc tầng lớp tri thức, nhưng mà qua tới Mỹ, 12 năm học tập tan biến, đi làm nail, đi làm bưng phở, đi cắt tóc, đi cắt cỏ. Vậy thì có xứng đáng với lại bao nhiêu năm đèn sách của họ hay không? Tại sao nhân quyền của Mỹ không thực hiện ước mơ hoài bão của những kẻ lười biếng lao động kia đi? Những kẻ ngụy biện, những kẻ dối trá kêu là đem đến cái điều tốt cho toàn dân Việt Nam, nhưng mà thực ra khi nó được Mỹ á, xâm phạm vào nhân quyền của Việt Nam mình, hỏi nó có muốn được đi Mỹ hay không, nó trả lời yes ngay lập tức liền. Vậy thì nó đấu tranh cho bản thân của nó hay là nó đấu tranh cho đất nước, cho nhân dân? Đó là cá nhân của nó, đúng không?
an sinh xã hội Mỹ có được giống như họ đã bị dân họ đã nói dối không? Đồng ý chính phủ có trợ cấp cho những người tàn tật giống như cái chú đó đi, nhưng mà trợ cấp mức lương, mức tiền là bao nhiêu? Một tháng ví dụ được 1.000, 1.500, 1.000, 1.500 thì sống như thế nào các anh chị?